nay với nhu cầu là mình test một cây custom của Korea dòng BRS. Một cây guitar điện này mình gửi cho một người chú để chú xem, thì tiện thở mình làm luôn một clip test cây guitar điện này cùng với cục phơ. Cục này là cục MG mấy ạ? NES MG 100. Rất là rẻ luôn ha. Cục này chỉ có giá là 2 triệu thôi. Mình sẵn tiền mình test cho mọi người luôn ha. Cây đàn này là 13 triệu cùng chung với một cái ampli Fender. Đó, mình gom mình test luôn cái dòng của người ta điện cho mọi người nghe nha. Cái ampli Fender này nó có hai line, có nghĩa là hai cây guitar. Đó, nó dùng cái này là nó hiệu ứng bằng bóng đèn luôn nè. Đây. Có đầy đủ volume, chép, mic, bass, reverb đầy đủ hết nha. Rất hiếm được một cái ampli của Nhật mà được hai line nha. Ampli Fender này nhỏ hơn là một line. We'll be right back.